Thưa quý vị, nhằm phát triển dân số với quy mô, cơ cấu, phân bố phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân số năm 2023 trên địa bàn. Mục tiêu chung trong năm 2023 là chủ động duy trì mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số về thể chất nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững của tỉnh khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, trong đó tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 0,7%, tỷ suất sinh tăng 0,2 phần ngàn. Phấn đấu đạt 117 xã, phường, thị trấn và 604 ấp khu phố đạt 60% tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, sinh đủ hai con trong năm 2023. Tỷ số giới tính khi sinh dưới 107 nam trên 100 nữ. Để công tác dân số năm 2023 trên địa bàn tỉnh được triển khai đạt các mục tiêu đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.